thì nó cũng tốt. Ta có thể vá lại. Và cái này thì ta cũng đựng được rất là nhiều đồ. Đây là cái đựng ví tiền các bạn nhé. Các cái loại túi này thì ta đựng ví tiền rồi kiêm rồi phấn rồi xuân này. Các cái bao